Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lần đầu tiên Hàn trình quan nhìn thấy hướng ngôn tâm thì đã bị người kia hấp dẫn rồi, khuôn mặt xinh đẹp, cử chỉ thanh cao, tao nhã cùng với cách ăn mặc thời trang, sanh điệu. Lúc ấy, hướng ngôn tâm ngồi một mình ở bàn ăn, ưu nhã cầm dao nĩa ăn bếp xe tét, thỉnh thoảng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, thu hút mọi ánh nhìn. Nhìn thế nào cũng khiến trái tim người ta rung động, đó là lần đầu tiên Hàn Trình Quang nhìn thấy hướng ngôn tâm chỉ cần cái liếc nhìn lơ đãng cũng đủ khiến cho hắn khắc sâu con. Người kia vào lòng, không thể nào quên được, nhưng ngày đó hàng trình quan không được tiếp xúc gì với hướng ngôn tâm, bởi vì nhà hàng mà hướng ngôn tâm ngồi là nhà hàng cao cấp nhất, xa hoa nhất thành phố, mà hàng trình quan chỉ là sinh viên nghèo còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, không đồ vét, hắn ngay cả tư cách bước vào nhà hàng còn không có. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đứng bên ngoài nhà hàng nhìn người kia dùng cơm xong rồi rời đi hàng trình quan chưa từng nghĩ tới. Việc hắn sẽ lại nhìn thấy người kia, cái người khiến hắn chỉ nhìn thoáng qua đã không cách nào quên được, lại càng không nghĩ tới hắn cùng người kia có lần gặp mặt thứ hai. Lần gặp mà hắn không hề nghĩ tới, đó là vào năm đầu tiên công tác sau khi hàng trình quan tốt nghiệp, ngày đó hắn tan tầm sớm, vì không phải tăng ca như mọi lần mà cảm thấy vui vẻ, ngân nga vài câu, bước chân nhẹ nhàng trở lại căn nhà thuê. Hắn không thể ngờ ngay lúc hắn vừa mở cửa ra, đột nhiên từ góc khuất của tường nhảy ra một người, đoạt lấy tay cầm cửa. Đến khi hàng trình quan trấn tỉnh lại thì thấy một người nhanh chóng chui tọt vào nhà hắn, đứng ở ngoài cửa trận mắt nhìn. Hàng trình quan nghi ngờ vừa rồi mình có hoa mắt hay không, chẳng lẽ bây giờ trộm cướp đã đạt tới cảnh giới cao cường như thế. Ung dung vọt vào nhà hắn ngay trước mặt hắn sau, dù vậy bất ngờ, nhưng hàng trình quan vẫn không quá hoảng loạn. Một phút ma xuôi. Quỷ khiến hắn bước vào trong nhà, cậu quay ngược ra cửa sau khi hàng trình quan nhìn người đang đứng trong phòng khách, hắn kinh ngạc vô cùng không biết nói gì, vì người đứng chỗ kia lại là người mà hắn tâm tâm niệm niệm suốt hai năm trời, đây là nhà anh. Người đang đứng trong phòng khách nhìn hàng trình quan, trong mắt ngập tràn đề phòng cùng kinh hoảng, khiến hắn vốn đang vui sướng lập tức sững sờ, không phải vừa rồi còn đoạt cửa từ tay hắn chạy vào sao, đương nhiên là nhà tôi. Hàng trình quan khó hiểu nói, lúc này tâm tình vui sướng khi nhìn thấy người mà mình mong nhớ ngày đêm đã dần tan đi, ngược lại có chút nghi ngờ, giúp tôi, tôi đang bị người ta đuổi giết, có thể trốn ở nơi này vài ngày không? Miệng hơi há to, hàng trình quan nhìn người mang thần sắc cảnh giác với ngữ khí vô cùng kinh hoảng đứng trước mặt mình, sững người, vừa rồi là hắn nghe nhầm đúng không? Đuổi giết. Sống cuộc sống bình thường hơn 20 năm, Hàng trình quan ngoại trừ trên TV ra thì trước giờ chưa từng được nghe hai chữ này. Cậu nói có người đuổi giết cậu. Ngữ khí có chút trầm trọng. Hàng trình quan nhìn người trước mặt, từ vui vẻ ban đầu chuyển thành kinh ngạc đến bây giờ thì chỉ là hoảng loạn, không sai. Có người đuổi giết tôi, tôi không thể bị bọn họ bắt được. Có thể cho tôi trốn ở chỗ anh vài ngày không? Chỉ vài ngày mà thôi. Nói tới đây đối phương như nghĩ tới cái gì, giọng nói có chút run rẩy hơn nữa vẻ mặt có chút kinh hoảng nhìn hàng trình quan cảm giác tim đập có chút nhanh hơn đương nhiên là vì sợ bất quá khi hàng trình quan nhìn đối phương lộ ra biểu cảm như một động vật nhỏ đang hoảng loạn thì trong lòng nhất thời sinh ra lòng chính nghĩa là loại người nào đuổi giết cậu không thể báo nguy sao nhanh chóng đến và đóng cửa lại hơn nữa còn cài khóa hàng trình quan lần nữa đến trước mặt đối phương nhỏ giọng hỏi không thể báo nguy cảnh sát sẽ giúp bọn chúng anh để cho tôi trốn ở chỗ anh vài ngày nha Tôi nhất định không mang thêm rắc rối đến đâu." Vừa nghe đến tìm cảnh sát, Hàng Trình Quan thấy vẻ mặt đối phương càng thêm hoảng sợ, dường như chuyện tìm cảnh sát từng xảy ra cái gì đó, nhất thời trong đầu chợt lóe ra một ý nghĩ, Hàng Trình Quan suy đoán kẻ đuổi giết đối phương có lẽ có quan hệ với cảnh sát, thật sự, tôi sẽ không gây phiền phức cho anh đâu, chỉ cần cho tôi trốn vài ngày là được, anh không cần phải để ý tới tôi, không cho ăn cơm không cho uống nước cũng được, chỉ cần cho tôi trốn vài ngày. Nếu bọn họ tìm thấy tôi, bọn họ sẽ giết tôi. Trong giọng nói mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, hàng trịnh quan nhìn người trước mặt có chút đáng thương, lúc này trong đầu chợt nghĩ đến một câu. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Cứ cho là người mà mỹ nhân đắc tội là đại ca xã hội đen đi chăng nữa, hôm nay hắn cũng muốn cứu mỹ nhân, cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu, cậu không cần lo lắng. Thấy bộ dạng đối phương kinh hoảng tới phát trung, gương mặt hàng trình quan tràn đầy chính nghĩa nói, chờ trong phòng bếp, hàng trình quan vừa nấu mì vừa nhìn người đang ngồi trên sofa, trong lòng hắn rối bời, căn cứ theo lời hướng ngôn tâm, vừa rồi hai người đã giới thiệu tên với nhau, kẻ đuổi giết y có lẽ là một băng xã hội đen thế lực rất lớn, hiện tại hướng ngôn tâm trốn ở chỗ hắn, cũng chỉ tránh được nhất thời chứ không trốn không được cả đời, chỗ của hắn nhỏ như vậy, phỏng chừng chỉ một chút cũng bị tìm thấy, lúc chúng bắt hướng ngôn tâm thì hắn cũng mang họa nhưng bảo hắn bỏ mặt hướng ngôn tâm, hắn làm không được, khoan nói tới việc hướng ngôn tâm lại đáng thương như vậy, chỉ cần vì khoảnh khắc nhất kiến chung tình lúc trước cũng đủ để hàng trình quan không thể buông bỏ đối phương, mì nấu xong rồi, đến ăn đi. Đặt hai bát mì lên bàn, hàng trình quan nói với hướng ngôn tâm vẫn luôn đầy cảnh giác ngồi trên sofa bên kia, ngồi vào bàn, hướng ngôn tâm nhìn nhìn bát mì trước mặt, sau đó dùng chiếc đũa lật mì lên, trước sau xem một chút, sau đó mới nhìn Hàng Trình Quang nói một tiếng cảm ơn Đồ ăn có chút đơn sơ Hôm nay trong nhà không có gì ăn Cậu ăn tạm đi Cho rằng hướng ngôn tâm lật xem mì vì đồ ăn quá đơn giản Hàng Trình Quang có chút ngượng ngùng Đã nuốt vào một ngụm mì sợi Hướng ngôn tâm nghe được Hàng Trình Quang nói Lập tức buông đổ mặt đầy cảm kích nhìn Hàng Trình Quang Không đơn giản Mì ăn rất ngon Trình Quang Cảm ơn anh Anh thật sự là người tốt Bởi vì hai chữ Trình Quang kia hắn cảm thấy có chút lân lân, rồi nhìn qua, chỉ thấy hướng ngôn tâm đã ăn xong, tuy rằng chỉ ăn một chén mì, nhưng hàng trình quan vẫn nhìn ra động tác cầm đũa và tư thế ngồi của hướng ngôn tâm rất tao nhã, cao quý, nhất thời nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy y, khi đó hướng ngôn tâm ngồi trong nhà hàng cao cấp cũng khiến người ta có cảm cảm giác như bây giờ, cứ như một vương tử vậy, đợi đã, đợi đã, đây là cái gì? Đột nhiên, hàng trình quan nhướng mày, nắm lấy cổ tay đang cầm đũa của hướng ngôn tâm làm y hoảng sợ chiếc đũa từ trong tay trượt xuống rơi xuống đất nhìn thấy mình đã dọa hướng ngôn tâm hàng trình quan vội vàng thả lỏng lực tay nhưng vẫn nắm lấy cổ tay hướng ngôn tâm kéo đến trước mắt cổ tay hướng ngôn tâm có mấy vết hằn chúng xanh tím sưng đỏ khiến hàng trình quan chỉ cần nghĩ một chút đã đoán ra chúng từ đâu mà có trong lòng càng thêm lo sợ không ngờ hướng ngôn tâm lại bị đối phương đối đãi như thế bọn họ trói cậu vậy còn quá đáng như vậy sắc mặt có chút phẫn nộ, hàng trình quan lấy tay sờ sờ mấy dấu vết kia, có thể cảm giác được nó hàng sâu thế nào bởi vì tôi phản kháng, cho nên bọn họ cục tôi lại. Giọng nói có chút run rẩy, hướng ngôn tâm nhìn cổ tay bản thân, thần sắc có chút kinh hoảng, khổ sở, sao lại có thể như vậy, thật là vô pháp vô thiên. Trong lòng nổi giận, hàng trình quan cắn răng căm giận nói, trong lòng cũng là đau lòng không thôi, cúi đầu, hướng ngôn tâm không nói gì thêm, mà hàng Trình Quang lại kéo tay còn lại của Y qua xem, phía trên cổ tay cũng sưng đỏ như vậy, tôi bôi thuốc cho cậu. vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, hàng Trình Quang kéo hướng Ngôn Tâm ngồi lại trên sofa, từ trong phòng lấy chai rượu thuốc, nắm lấy cổ tay hướng Ngôn Tâm muốn thoa lên, đây, đây là cái gì? nhìn rượu thuốc trên tay hàng Trình Quang, Hướng Ngôn Tâm có chút run rẩy, dãy dù không để hàng Trình Quang thoa thuốc cho mình, kinh ngạc trước thái độ của Hướng Ngôn Tâm, hàng Trình Quang nhìn Y kinh hoảng bài xích như thế liền suy đoán có lẽ đám người kia đã từng dùng thuốc gì đó với hướng ngôn tâm cho nên y mới lo sợ đến vậy đây là rượu thuốc có thể chữa trị vết thương trên cổ tay của cậu là dùng để chữa bệnh vội vàng đưa chai rượu thuốc qua hàng trình quan ôn hòa nói cho hướng ngôn tâm nghe chỉ thấy y cảnh giác nhìn hắn một cái sau đó nhận chai rượu thuốc hơn nữa còn cầm trong tay tới tới lui lui nhìn mấy lần ngay cả bản hướng dẫn sử dụng cũng nhìn hai lần đúng chứ tôi không lừa cậu đây thật sự là thuốc đợi cho hướng ngôn tâm gật đầu, hàng trình quan liền lấy rượu thuốc lại, nắm cổ tay hướng ngôn tâm thoa lên. Động tác của hắn nhẹ nhàng, sợ lại làm đau hướng ngôn tâm, đến khi thoa rượu thuốc lên tay xong, hàng trình quan buông chai rượu xuống, nghĩ nghĩ lại kéo tay hướng ngôn tâm qua, trên người còn có vết thương gì không? Vừa nói hắn vừa kéo tay áo của hướng ngôn tâm lên cao, xem thử khi hàng trình quan thấy cánh tay của y, trong lòng càng thêm khiếp sợ và phẫn nộ. Trên cánh tay hướng ngôn tâm có rất nhiều lỗ kim, thậm chí có một chỗ chi chít lỗ kim nhìn như mới vừa tiêm, bọn họ tiêm gì cho cậu đôi tay đang nắm lấy tay hướng ngôn tâm hơi rung lên giọng hàng trình quang cũng trầm xuống mang theo run rẩy có thể là kim gây mê chỉ cần tôi tỉnh lại bọn họ liền chích tôi sau đó tôi sẽ ngủ ngay có lẽ nhìn ra hàng trình quang sẽ không hại y hơn nữa cũng vì y mà tức giận lần này khi hướng ngôn tâm nói chuyện với hàng trình quang không còn vẻ cảnh giác nữa hơn nữa lúc hàng trình quang kéo tay áo lên Y cũng không tránh né. Lời Y nói khiến hàng Trình Quang yên lòng, chỉ cần không phải thuốc viện linh tinh thì tốt rồi. Hắn nghĩ có lẽ đối phương tiêm cho Y là thuốc mê hay an thần gì đó, có thể là muốn Hướng Ngôn Tâm mê mang không thể chạy trốn. Vết thương trên cánh tay không cần thoa thuốc, hắn giúp Hướng Ngôn Tâm xả tay áo xuống, một lần nữa cùng Y ngồi vào bàn ăn, ăn cho xong bữa cơm. Sau khi hàng Trình Quang dọn dẹp bát đũa, trở lại phòng khách liền nhìn thấy Hướng Ngôn Tâm vẫn như cũ vô cùng cảnh giác ngồi trên sofa ánh mắt nhìn chầm chầm về phía cửa phóng vẫn không hề nhúc nhích. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.